Lúc mà không lúc bác mà huyết áp cao thì biểu hiện như nào? Huyết áp cao tôi thì biểu hiện rõ rệt là bình thường, chẳng hạn như là khi mà tôi thấy, tôi cảm tưởng như là cái đầu, ở cái đầu mình những cái đinh này này. Đinh. Đau đấy là trước khi mà tôi bị huyết áp đấy, bị tai biến này này, nó cứ như là có cái đinh nó ở đây nó đâm lên như này, mà mạch máu mà mình cảm thấy rõ rệt, nó đập, nó chạy luôn đấy. Đấy là khi mà nhá, hoặc là chẳng hạn như có cái gì mà mình mà xô xát với ai, mình xô xát với ai mà khi mà mình nói nhá, thì mắt nó cảm tưởng như nó phát lên mặt, nó bốc hỏa lên, mắt nó nổ đâu nó mắt, và người toàn thân là dần nó lên rõ ràng luôn đấy. Tức là đến chưa lên đến bây giờ khi mà tôi mà bị huyết áp lên tôi biết luôn thì lúc đấy bác tự mình biết. Tôi hai cái tay tôi chỉ cái lúc bây giờ chưa học người diện chẩn thì hai tay, bởi vì là tôi xem ở trên mạng đấy là thầy gì mà học mà cứ có cả thắp hương Phật đấy nhỉ, thầy đấy thì là thầy bảo vuốt như này. Tôi vuốt huyết áp xuống rõ rệt. Thế cho nên là mấy tháng nay là tôi có dùng thuốc nữa đâu, tôi bỏ thuốc mấy tháng rồi đấy. Bây giờ huyết áp ở bên ấy là một tháng, và đến lúc tôi về là không. Trước số đo huyết áp bao nhiêu và bây giờ bao nhiêu? Huyết áp của tôi thì tức là khi mà bị cao nhất của tôi đã 200/170 là tôi đã tai biến một bên rồi. Từ năm 2006 là tôi bị tai biến một lần rồi. Thế còn bây giờ chẳng hạn, ví dụ như là của tôi là 140, nếu mà thấp nhất cũng phải 140/115. Như đến bây giờ mà chẳng hạn như là tôi cũng có lúc bị cao. Chả là khi mà tôi kiểm tra tôi thấy như là sáng hôm qua 145/100. Tôi vuốt mấy cái xong tôi để cái máy để cho nó ổn định khoảng 5 phút. Thì tôi đo còn 125/80. Ôi, đẹp quá nhỉ. 125 trên 25/80. Sáng hôm nay cũng thế. Sáng nay tôi kiểm tra thì tôi thấy 130/80. Thì thôi tôi không phải làm gì cả. À dạ. Vâng. Chúc mừng bác. Mà lúc nào cũng phải có máy đo huyết áp, thiết hạ huyết áp trong nhà. Có. Có. Và mang theo. Và mang theo, đúng rồi. Rồi, chúc mừng bác.